Rồi Thu Hà nói đi. Dạ con cảm ơn con Thợ Lê tặng cho con 500.000. Dạ rồi. Con cảm ơn con Thợ Lê. Còn 3 tháng là đến Tết con không có được nha. Hát Phi Dung hát là đón xuân xưa không à. Xuân xưa hát rồi không? Rồi hát. Hát giống Phi Dung chút. Rồi rồi. Giống Hạnh Quỳnh đi. Xuân đến hãy cho sao lòng những băng quân nhớ thương từng kỷ niệm. Cây mai trước xuân đã bao mùa rũ nở mà bóng người đi sao chẳng thể đi quay về. Nào phải đâu anh bội ước dòng thề, bao lá thu xuân chưa trang niềm thương nhớ anh viết gửi về mà nào có được hồi âm. Khi anh đi rồi thì khói lửa gặp làng quê, em đưa mẹ cùng cha bỏ làng đi di tản. Chiều xong gió lặng im quay trở về chốn cũ, dựng lại mái nhà xưa bao kỷ niệm êm đềm. Không phải tại chúng ta không giữ tròn câu chung thủy, vì cuộc sống đổi thay như con nước dơi đầy. Chúc anh trên nẻo đường đời chiến mới phận đẹp với người thương lai. Rộ mừng hãy ung cho say, ta đón xuân này cùng gửi nhớ xuân xưa. Rồi hay quá. Đi mắt cho con nè, thấy đường nè. Đó. Đi con hai. Ôi hát gái bên tre đi hát. Con xin hát bài cho cô Họ Lê với ông bà. Bài hát mang tự đề ca nhạc Con Gái Bánh Tre của chị Phi Nhung. Rồi. Chị Phi Nhung chết rồi cho nên con phải ca thay. Rồi. Tâm nữ giống nữ. Bầu sang phà rạch miêu, vô chợ giữa nhân dân. Về chút trang đang chờ hay về nguồn lao ấm chân dương. Tức bàn chân quấn quýt quanh quẳng dòng thủy chung. Trong giường như áo mộng mơ, thương nằm trong hiên bầu sang phà rạch miêu, chưa chờ giữa nhân dân. Lỡ lắc lưa xe hôn mình, chàng ơi quá dễ thương. Quyết lòng theo bếm gót, năn nỉ hoài mà không nghe. Ước gì thương chắc trở, gặp nụ cười bên tre. Trong nắng đục lòng thường sâu bản thân Bến Tre ơi, Bến Tre, Bến Tre ơi, Bến Tre. Rồi tao bây giờ hát bài gì nữa? Thu Hà thích bài gì nữa? Chị Phi Nhung chết rồi chứ giờ con cũng thương chị. Rồi chị Hương Thủy, chị Như Quỳnh thì còn. Còn xin hát thay chị Phi Nhung hát bài tân nhạc Nước Mông Điên Điển. Em đi lấy chồng về nơi xứ xa, đêm ru điệu hát dòng họ trên đôi. Miền Tây sáng sáng mây trời, phù sa nước đồi. Người ơi đừng về, giới màu điên điển say mê, vàng trong ánh mắt dấu về gót chân. Trót thương tình nghĩa vợ chồng, đừng bông điên điển nở cho lòng vẫn dương. Tình thương em có mà nhường,
chồng gần không lấy em lấy chồng xa, giờ đây nhớ mẹ thương cha còn đâu mà không thảm đi về nhà không. Xa xăm nơi chốn mừng điền ăn bông mà điên điên, yên mình nhớ đất quê chồng xa em khó mà về. Họ ơi, ơi họ chồng xa em khó mà về. Họ ơi, ơi họ chồng xa em khó mà về. Con chúc mẹ của Thợ Lê, chúc bà dì dồi dào sức khỏe ở quê nhà, dồi dào sức khỏe. Con xin giờ đây con xin tặng Tông Cổ hay chị Nhi bài hát được tên tựa đề Con Gái Của Mẹ của nhạc sĩ Phi Nhung. Con tặng cô Thợ Lê bên Mỹ hát một bài Tông Cổ Con Gái Của Mẹ. Mẹ ơi, phận gái mười hai bên nước biết bên nào, trong biết sông nào trôi hay mai, một ngày con sức giá theo chồng. Mẹ đã nuôi con nên con dốc nên hình, mười mấy năm mẹ cô mang quan dương chưa một ngày còn ta nghĩa má má. Mai mốt đi con về làm dâu cho người thiên, là cả cuộc lòng trao trọn cho người ta, để mẹ cô đơn khi bóng xế tuổi già, ai hầu hạ trông lo từng bát cơm chén nước. Nuôi con khôn lớn mẹ đâu mong gì, nói lại mẹ chỉ mong sao chuyện nợ duyên của con suôn sẻ, còn đau dâu con về bốn phận giờ hiền. Bấy nhiêu tôi là mẹ đủ vui mừng, từ trước đến nay người ta thường nói nhất nam nhất nữ còn thập thử di chưa, nhưng con nào là chẳng làm con mang trong dạ ẩm trên tay, làm sao không thương cho được. Con của mẹ đây là con người khác, biết có được cưng chiều hay cực khổ lắm đó. Nói chị này thấy con không đi đường, tại con không có làm công việc nhà, con không có bấm TV được, tại con làm gì không có được. Con ước gì sáng hết quần áo, tắm rửa, đồ tùm lum hết á. Con cảm ơn mẹ của cô Thọ Lê rất là nhiều. Con chúc mẹ cô Thọ Lê ở quê nhà dịch gì sức khỏe. Dạ, con cảm ơn cô Thọ Lê. Dạ. Đừng nói xa nhau cho tâm hồn đau khổ, đừng nói xa nhau cho mắt lệ quên mờ. Lời thiết tha qua tâm thơ tròn mộng tròn mơ, với tình khắc lên mong đưa mấy tuổi yêu vẫn chờ. Mình đã đi chung trên con đường ước mộng, mình đã xeo nẻo nghe trước vì men hồng. Màu áo xưa em đang cho người nặng hành trang, có bạc trắng đôi phong xưa vẫn còn đậm tình thương. Đời hãy nói rằng yêu là chết ở trong lòng một, vì mấy khi yêu qua trăm đời, được người yêu cho rất nhiều, nhưng giờ chẳng có bao nhiêu người ta phụ. Quãng thời chẳng biết, chỉ có có đôi ta tha thiết mong ban đầu,
đừng khóc cho tương lai mãi tiến được về đó. Với một tín tình yêu nhau, mối tình đẹp làm sao. Dạ hết rồi. Con không thấy đường, con sáng mắt rồi, con sáng mắt rồi con mới đi học lại. Chứ con không sáng mắt là con không có thể nào đi học với mấy bạn, chơi với mấy bạn, rồi có bạn trai, rồi nhiều bạn gái, rồi một bạn trai thôi. Còn nhiều bạn gái con á thì không có chơi bạn trai gì hết trơn á, có mình con à. Con buồn, con thấy đường đi con học. Buồn, con không thấy đường đi học. Để con sáng mắt lên rồi con thấy đường đi học. Và con cảm ơn ông bà rất nhiều. Con tay bị đứt luôn nè. Nè. Vì 3 tuổi là em cảm ơn cô Hồ Lê là giúp đỡ, tài trợ cho con em. Là em cũng rất quý trọng cô Hồ Lê. Dạ.